đàn ông thực sự cần gì trong một mối quan hệ. Nếu bạn đang tìm cách để khiến người đàn ông yêu bạn, thì bạn phải hiểu họ thực sự cần gì trong một mối quan hệ, khiến họ khao khát bạn hơn. Và dưới đây là những điều đàn ông cần trong một mối quan hệ mà phụ nữ nên biết. 1. Sự độc lập ở người phụ nữ. Quan niệm sai lầm phổ biến của phụ nữ về đàn ông đó là họ tìm kiếm người phụ nữ yếu đuối, người khiến họ cảm thấy mạnh mẽ và thông minh hơn. Thực chất, điều đàn ông thực sự cần là người phụ nữ có không gian cho những thứ của cô ấy. Cô ấy vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình và khi ở bên người đàn ông cũng rất hạnh phúc vì đã đến với họ. Và cách tốt nhất để gửi thông điệp này đến nửa kia là hãy giữ bản thân bận rộn với cuộc sống của bạn. Đừng cư xử như thể toàn bộ cuộc sống của bạn xoay quanh anh ấy. Đừng bỏ quên trách nhiệm, sở thích và bạn bè để dành thời gian riêng cho người đàn ông. Còn khi ở bên anh ấy, cả hai hãy thật vui vẻ và dành cho anh ấy sự chú ý. Điều này sẽ giúp anh ấy yêu bạn nhiều hơn và cam kết gắn bó với bạn. 2. Sự trưởng thành về cảm xúc. Trong mối quan hệ của hai người, có thể sẽ có những tình huống xảy ra khi cả hai có sự khác biệt và dẫn đến hiểu lầm. Điều này một người phụ nữ trưởng thành về cảm xúc sẽ không chỉ trích, đổ lỗi cho người đàn ông về những gì cô ấy đang cảm thấy, mà sẽ chia sẻ cảm xúc của mình một cách trung thực. Và một trong những điều quan trọng mà đàn ông quan sát trong mối quan hệ đó là cách người phụ nữ xử lý những cảm xúc của mình. Nếu bạn thể hiện cảm xúc một cách bình tĩnh, không quá kịch tính, sẽ cho thấy rằng bạn là người đã trưởng thành về cảm xúc, có khả năng giải quyết mọi việc một cách trôi chảy. Điều này khiến đàn ông tôn trọng và cảm thấy bạn là mẫu phụ nữ mà họ đang tìm kiếm. Còn nếu bạn thuộc tiếp người không thể kiểm soát cảm xúc của mình, chỉ chăm chăm vào đổ lỗi hay chỉ trích, thì đàn ông sẽ ngại kết giao với bạn. 3. Sự hấp dẫn mãnh liệt của người kia. Hầu hết phụ nữ tin rằng đàn ông sợ cam kết, nhưng đây không phải là sự thật. Sự thật là đàn ông chỉ sợ trong mối quan hệ với người phụ nữ mà họ không bị cô ấy thu hút. Và một trong những điều giết chết sự hấp dẫn này là vẻ tuyệt vọng của nữ giới để giành được tình yêu của anh ấy. Ngoài ra, phụ nữ còn có thể giết chết sự hấp dẫn của mình bằng cách hành động quá cứng nhắc trong một mối quan hệ. Nếu bạn muốn người đàn ông yêu mình nhiều hơn, chỉ cần thư giãn và để mọi thứ trôi chảy tự nhiên, đàn ông sẽ bị thu hút bởi một người phụ nữ thoải mái và đang vui vẻ. Một số cách mà bạn có thể làm là sử dụng sự hài hước, tán tỉnh và không thể đoán trước được. Thay vì nói về những gì bạn làm, bạn có thể hỏi về môn thể thao yêu thích hoặc sở thích của anh ấy là gì. Và hãy thử trải nghiệm những thứ mới mẻ ấy cùng anh ấy như cuối tuần đi dã ngoại hay đạp xe, thay vì chỉ ở nhà xem phim. 4. Muốn có không gian riêng. Nếu bạn đang tìm kiếm cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ của hai người, thì không có cách nào tốt hơn là khiến anh ấy nghẹt thở với sự hiện diện của bạn hoặc những hành động ghen tuông. Rất nhiều đàn ông nói rằng họ cần được thở, cần có không gian riêng. Họ cần thời gian cho sở thích riêng và giải quyết những công việc của mình. Khi phụ nữ tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của mình, họ sẽ thảo luận vấn đề đó với những người thân thiết như gia đình, bạn bè. Ngược lại, khi đàn ông gặp vấn đề cần giải quyết, họ sẽ không nói với ai mà muốn tự giải quyết. Do đó, hãy để người đàn ông của bạn có không gian riêng để làm những việc của anh ấy. Họ sẽ rất vui khi bạn đón nhận anh ấy quay lại, yêu bạn nhiều hơn và cam kết với bạn. Điều này cho thấy anh ấy hiểu rằng
Bạn tin tưởng anh ấy và sẵn sàng cho anh ấy không gian riêng. 5. Được khen ngợi và công nhận. Đàn ông cũng muốn được nửa kia khen ngợi, công nhận về sự nghiệp, khả năng tình dục, sự hấp dẫn của bản thân. Nhiều phụ nữ phàn nàn rằng hầu như họ không biết đàn ông muốn gì. Mặc dù nam giới không thích được khen ngợi bằng lời nói nhiều như nữ giới, nhưng thỉnh thoảng khen họ sẽ chẳng có hại gì nếu không nói đem lại hiệu quả quá tốt. Hãy cho người đàn ông của bạn biết điều gì khiến bạn yêu anh ấy, những đặc điểm cơ thể bạn thích ở anh ấy. Hãy cho anh ấy biết rằng bạn thấy anh ấy hấp dẫn khi anh ấy nói gì đó, hoặc khi anh ấy hoàn thành một việc gì đó, hay khi đưa bạn đi chơi. Anh ấy sẽ cảm thấy rằng bạn yêu anh ấy và lời khen của bạn khuyến khích anh ấy làm tốt hơn. 6. Muốn được tôn trọng. Khi đàn ông cảm thấy rằng bạn đang không chấp nhận công việc của anh ấy hoặc những điều mà anh ấy tin tưởng vào mối quan hệ của hai người, thì anh ấy sẽ không còn tin tưởng bạn hay thể hiện tình yêu với bạn nữa. Điều này là do người đàn ông thấy rằng nếu bạn không tôn trọng anh ta thì không có cách nào để bạn có thể hòa hợp với anh ta khi anh ta cam kết với bạn. Nếu bạn không tôn trọng anh ấy và những điều anh ấy tin tưởng thì không có lý do gì chính đáng để anh ấy tiếp tục thể hiện tình yêu với bạn. 7. Người phụ nữ biết chăm chút cho bề ngoài. Đàn ông yêu bằng mắt nên bề ngoài của nửa kia cũng rất quan trọng với họ. Điều này không có nghĩa là bạn phải luôn trông giống như một nữ hoàng sắc đẹp hay phải trang điểm với thật nhiều mỹ phẩm. Hãy chăm sóc cơ thể, bề ngoài của bạn để anh ấy yêu bạn hơn và bạn cũng yêu cơ thể mình hơn. Cách tốt nhất để cải thiện sức hấp dẫn của bạn là ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Ngay cả khi bạn thừa cân thì người đàn ông của bạn sẽ thấy rằng bạn đang nỗ lực để có vẻ ngoài đẹp hơn. Bạn hãy ăn mặc chỉnh chu và dành thời gian để chải chuốt, chăm sóc cho bản thân mình. Anh ấy sẽ khao khát nụ hôn và tình dục của bạn, và điều này giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn. 8. Sự kiên nhẫn trong mối quan hệ. Không có người đàn ông nào là hoàn hảo, và anh ấy có thể vẫn chưa làm mẫu đàn ông bạn muốn. Là người yêu của anh ấy sẽ đánh giá cao việc bạn kiên nhẫn giúp anh ấy phát triển và trở thành phiên bản tốt nhất mà họ có thể. Anh ấy sẽ không trở thành người mà bạn hằng mong ước chỉ sau một đêm. Anh ấy cần bạn ở đó vì anh ấy. Người đàn ông cần sự kiên nhẫn và khuyến khích của bạn. Cần bạn cho thời gian để trở thành mẫu người mà bạn muốn cần. Đây sẽ là lý do chính đáng để anh ấy cam kết với bạn. 9. Sự gần gũi về thể xác. Cũng giống như phụ nữ, đàn ông muốn có sự kết nối với nửa kia trong một mối quan hệ. Sự khác biệt duy nhất là phụ nữ muốn kết nối thông qua giao tiếp nhiều hơn, còn đàn ông muốn kết nối thông qua sự gần gũi về thể xác và tình dục. Điều này không có nghĩa là bạn cần quan hệ tình dục với anh ấy hàng ngày. Để có một quan hệ tình dục tốt hơn trong một mối quan hệ, mà đó còn là sự gần gũi về cơ thể, như những cái ôm, nụ hôn và cả chuyện ấy nữa. Vì vậy, khi bạn trao cho anh ấy vòng tay ấm áp hay một nụ hôn sâu, người đàn ông sẽ cảm thấy được yêu và sẽ muốn yêu bạn nhiều hơn và cam kết cho một mối quan hệ. Và sự gần gũi hơn nữa, đó là quan hệ tình dục. Tuy nhiên, vấn đề này phụ nữ hay gặp phải khi quan hệ tình dục, đó là sự bất an về các đường nét trên cơ thể. Một điều bạn cần biết là người đàn ông của bạn sẽ không quan tâm đến những điểm chưa hoàn hảo trên cơ thể của bạn, mà tất cả những gì anh ấy muốn là sự thăng hoa trong chuyện đó. Tuy nhiên, nên nhớ một điều rằng đừng vội vàng quan hệ tình dục quá sớm. Hãy đợi cho đến khi cả hai đã sẵn sàng và có một mức độ cam kết trong mối quan hệ của bạn.